ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91 sử dụng công nghệ mới tách lọc riêng phần bã và phần nước, làm cho ly nước uống trở nên tinh khiết tuyệt vời. Với công suất hoạt động mạnh mẽ, máy chiết tách phần dinh dưỡng nhất trong các loại hoa quả, giúp bạn lấy được các vitamin cần thiết cho cơ thể. Hãy trải nghiệm và tận hưởng một phương thức ép trái cây tuyệt vời cho cuộc sống khỏe mạnh của bạn. Máy ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91, công nghệ ép chậm mới chỉ 80 vòng một phút, giữ được lượng vitamin cao gấp 5 lần, cho lượng nước ép nhiều hơn gấp 2 lần, dễ dàng sử dụng và vệ sinh. Sản phẩm với thiết kế mới cùng nhiều cải tiến, thân máy bền chắc, bộ phận quay có đệm silicone không gây tiếng ồn, bộ lọc lưới mịn giúp lọc bỏ hầu hết các chất xơ, giúp tách bã và nước ép, bổ sung thêm cối nghiền trái cây. Máy ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91 áp dụng công nghệ LSTS Low Speed Technology System, sử dụng tối đa trục vít nghiền ép trái cây với tốc độ chậm chỉ 85 vòng một phút. Theo phương pháp vắt ép tốc độ chậm này thì máy không cần xay ép mà chỉ cần nghiền và vắt nhẹ, nên đảm bảo hương vị, màu sắc và dưỡng chất tự nhiên của thực phẩm, không gây phát nhiệt hay ma sát, giúp giữ lại đến 90% lượng khoáng chất và vitamin trong thực phẩm, đảm bảo lượng dinh dưỡng được giữ nguyên vẹn. Bã ép ra khô, còn lượng nước ép thì nhiều hơn so với các loại máy ép thông thường trên thị trường. Hệ thống trục vít, một công nghệ mới mang tính đột phá với tính năng ngăn chặn quá trình phá hủy dưỡng chất trong quá trình pha chế, tạo ra một ly nước ép trái cây tinh khiết, thơm ngon, bổ dưỡng, chứa đầy đủ hương vị và dưỡng chất ban đầu của trái cây. Không dừng lại ở các loại nước ép trái cây và rau củ mà Magic Korea A91 còn giúp bạn thỏa mong muốn với các loại đậu, khi có thể tạo ra những ly sữa cực kỳ thơm ngon như đậu nành, đậu xanh, đậu phộng và thậm chí là sữa bắp trong những bữa sáng thơm ngon hàng ngày của gia đình bạn. Máy ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91 tiện lợi, tiết kiệm, nhanh chóng, bổ sung năng lượng cả ngày thật đơn giản. Magic Korea A91 hoạt động êm, không gây tiếng ồn, độ ồn chỉ từ 30 đến 40 dB so với các máy ép thông thường lên tới 80 đến 90 dB. Ngoài ra, sản phẩm luôn đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất với chế độ tự ngắt, an toàn cho người sử dụng, dễ dàng vệ sinh, chùi rửa. Là dòng sản phẩm cải tiến, máy ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91 còn trang bị cho mình thêm một cối nghiền, giúp bạn dễ dàng thực hiện được các loại mứt hay làm kem một cách đơn giản nhờ vào nguyên liệu trái cây được nghiền một cách mịn màng và tuyệt vời. Máy ép trái cây tốc độ chậm Magic Korea A91 giúp bạn đảm bảo sức khỏe, cân bằng vóc dáng, làn da mịn màng, khỏe mạnh mỗi ngày. Hãy nhanh tay sở hữu ngay Magic Korea A91, sản phẩm vì lợi ích sức khỏe cho gia đình bạn.